여러분 승천에게서 말씀하셨죠. 더 나아른 방탈 구입한 카카오 마트 보다 해나보러 정년동화 từ nãy đến giờ là đang nghe ngồi ở bên trong là thưởng thức tất cả những giọng hát của Minnesota và thấy mọi người ở đây rất là hát hay nè đó, nên là mong là mọi người cũng dành tình cảm yêu thương cho mọi người từ xuôi xe đến đây đúng quý vị. Dạ dạ, và trong một cái dịp không khí đặc biệt như thế này, lần đầu tiên đang lên đường về giáo xứ của mình để trình diễn cho quý vị nghe trong một dịp Tết như thế này, xin chúc quý vị có một năm mới sắp đến được nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa đúng không quý vị? Dạ. Và một bài hát đầu tiên đang nghe xin gửi tặng đến quý vị, một bài hát rất là vui tươi để chào đón một năm mới sắp đến, gọi tên ngày mới của nhạc sĩ Võ Hòa Phúc. Xin quý vị cho một tràng pháo tay đúng không ạ? Dạ. Thank you.
để cho chúng ta có một cái không khí âm nhạc thật là vui tươi trong buổi tối ngày hôm nay ha. Và một bài hát kế tiếp, Đan Uyên muốn xin gửi tặng đến quý vị một lời chúc cho năm mới, một bài hát rất là quen thuộc của những ngày Tết. Bài hát mang tên Chúc Xuân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Năm nay là rất là đặc biệt phải không quý vị? Là rất là ấm áp phải không? Dạ.
Thì Tam Nguyên rất là mừng là hôm nay đến đây là không quá lạnh như là mình suy nghĩ, nên là mọi người đến đây để ủng hộ cho chương trình rất là đông vui như thế này. Thì cảm ơn mọi người đã dành rất nhiều thời gian để đến đây để chung vui cũng như là góp sức cho giáo xứ. Và một bài hát kế tiếp Tam Nguyên xin muốn gửi tặng đến quý vị là một liên khúc nhạc xuân mà mọi người vẫn thường nghe trong các ngày Tết. Một liên khúc thì thầm mùa xuân và chiều xuân. Sau bài xuân này thì em sẽ hát nhiều các khúc vui tươi hơn và nhạc đời nha quý vị nha. Dạ. Một bài hát kế tiếp thì
từ nãy đến giờ mình hát nhạc xuân nhiều rồi, thì cho Uyên xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm nước ngoài nha quý vị ha. Một bài hát cũng rất quen thuộc, bài hát được mang tên What's Up. Yeah, What's Up. Oh,
mình mà hát lớn lên nữa là cái hội trường này sẽ lộn tung. Sao ạ? Đúng hiệu gì ạ? Lên nóc nhà ạ? Lên nóc nhà ạ? Dạ. Dạ rồi. Lên đấy nữa nhờ. Dạ. Xin chào cha. Cảm ơn cha đã tổ chức những cái buổi tiệc như thế này để cho mọi người cùng đến đây hội tụ lại với nhau và quý vị. Dạ. Cảm ơn cha rất là nhiều đã cho con cũng như cảm ơn chị Ngọc Yên đã ngỏ lời để mời Đăng Yên đến với giáo xứ của chúng mình để có thể phục vụ cho quý vị được thưởng thức những cái buổi nhạc rất là vui như thế này. Rồi, thầy cho Đăng Yên nhé. Đứng trên đây mới thấy đông. Đứng dưới thì không thấy đông, bạn đứng trên này. Hồi này anh Thanh đứng đây luôn là đúng rồi. Đứng trên đây nhìn đông lắm nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nha. Cảm ơn Đăng Yên rất là nhiều. Đã tới đây giúp cho chúng biết. Và đặc biệt là cảm ơn tất cả mọi người tới đây thê chung vui với giáo xứ nhé. Các bạn rất là cảm động khi mà mình tổ chức ra. Và năm nào cũng vậy, một lần tổ chức ra và rất là nhiều người trong cộng đồng tới đây ủng hộ và chúc vui cho giáo xứ. Đó là một cái niềm vui cho cái ngày tổ chức khác. Mình tổ chức ra mà nhiều người ủng hộ, nhiều người tới đây chơi là một niềm vui cho giáo xứ. Thay mặt cho giáo xứ, cảm ơn tất cả mọi người nhé. Ngày tới đây chơi, nhiều người ủng hộ cho giáo xứ. Rồi các con rất là nhiều nhé, chúng ta trong một lần vất vả nhận lần nhau nhé. Rồi thì tất cả mọi người nhé, có đi không, có ai có đi không, cho sắp đi nhé. Rồi làm sắp đi nhé. Rồi cho chàng sắp đi, cho sắp đi nhé. Rồi mình cùng với nhau đi nhé, cho mình đi nhé. Cha xứ của chúng ta là người trong giáo xứ, là người cao nhất, người lớn nhất trong giáo xứ. Nhưng mà quý vị hồi nãy người theo dõi á, cha xứ làm việc gì quý vị thấy không? Đi dọn tô, dọn bát, dọn vệ sinh cho chúng ta. Ông cha và ông thầy là hai người lớn chức nhất trong giáo xứ, đi làm công việc tầm thường nhất nhưng mà rất là cao quý quý vị ơi. Một tràng pháo tay cho cha xứ của chúng ta làm những việc phục vụ âm thầm và phục vụ rất là nhỏ mòn nhưng mà rất là cao quý. Rồi thầy kính thưa mọi người nha, rồi mình vô nha. Lâu thì ta mới nhậu một lần, nhậu một lần ta nhậu cho được lâu nhá, phải không? Rồi nhá, cả nhá, dốc hết tình này ta trả nợ nhá, dốc cả nhá. Rồi thay cho mọi người nhá. Rồi thôi nhá, chia thay cho mọi người chúc mừng năm mới mọi người nhá. Rồi chia nhá. Rồi hết rồi nhá. Thôi cho quý người ta dốc suy năm nay mà hồi trường hồi chợ Tết có làm một cái vé số, chỉ làm có 1.000 vé số. Hiện tại các sĩ còn 250 vé cuối cùng, còn có 250 vé, còn có 250 vé thôi nhá. Cho nên nếu mà bây giờ á, chắc là chỉ hy vọng là tuần tới, nhận tuần tới chạy sổ trong ngày thời giải thưởng là một cái vàng tần tài nhá. Và bây giờ đang rất cao giá trên thế giới quý vị ơi. Thành ra quý vị ơi, ủng hộ giáo xứ bằng cách mua một cái vé số hoặc hai vé số hoặc nhiều vé số tùy tùy. Nhưng mà tuần tới sẽ sổ vào ngày Chủ nhật tuần tới. Đúng rồi. Và quý vị ơi, chỉ còn có 250 vé. 250 vé là thôi nhá. Nếu mà mình muốn tới đêm nay nhá. Mình chỉ còn 250 vé số là cuối cùng 10 đồng một vé nhá. Tuần tới sẽ sổ. Không biết là dưới kia mình còn có ai giúp có ai đúng không? Mình vui, mình giúp vui giáo sư. Quý vị giơ tay lên thì cái này sẽ yeah. Cho số quý vị. Cái số để cho chương trình của chúng ta tiếp tục được diễn ra. Đó quý vị. Dạ. Thì bây giờ để tiếp tục chương trình thì Đăng Yên xin muốn gửi tặng đến quý vị gồm hai ca khúc. Một là nhạc nước ngoài, nhạc tiếng Anh rất là quen thuộc. Một liên khúc Stand By Me và Một Đêm Say. Nhưng mà nếu mà có muốn một đêm say thì mình phải uống thì mới say được hả quý vị? Dạ. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ cho em thấy những cái ly hoặc là những cái chai bia, chai nước thì mỗi người có trong tay có cái gì thì mình cầm lên mình cùng đi. Mình chúc mừng năm mới được không quý vị? Rồi. Được không em? Tiếp đến 1, 2, 3 quý vị say chúc mừng năm mới. Và em lên nha quý vị nha. Are you ready? Ok. 1, 2, 3. Hey!
mình thay đổi không khí một chút xíu được quý vị. Đó nên là bên chị Duyên á, khi mà mời Đan Duyên á thì là nói là bên mình là thích rock lắm, nên là yêu cầu rock là mà ban nhạc của chúng ta nó không những là thích rock mà còn thêm bổ sung. Dạ rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, một đêm say luôn bảo mà. Dạ, vô đi quý vị ơi, cho em một cái là lấy sức rock and roll với quý vị nè, được không ạ? Dạ, 1, 2, 3 vô. Anh Thắng chưa có ở đây à? À rồi, anh Thắng chưa có ở đây rồi nè. Hay của những năm cũ đừng cho quê lé nha quý vị. Em có ở nơi góc tối, lặng lẽ đem những tim vượt qua. Đang trong vòng tay anh, nếu trời quay về, có hay ta chỉ tay chỉ tiếc nuối? Vì ai hôm nay cũng có lối riêng, con đường em giờ đây đã không có anh. Ai hãy cố quên anh hơi, mình chốn đắm say nhau rồi. Hãy giữ cho tình yêu thương sẽ mãi không thể xa mà đưa anh gặp những sao. Em mong anh hãy đừng quay trở lại, gợi lên lòng em cùng bao nỗi đau của ngày hôm qua, nay đã rất xa. Rồi anh Khánh
Rồi, và để cho còn rất nhiều ca sĩ sau đây nữa thì Yến xin để dành là những bài rock thì mình vào phần 2 nha quý vị nha. Vào phần 2 là mình sẽ rock on nha đúng quý vị. Dạ rồi, xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2. Em hát bài này rồi sau bài này. Dạ vậy à, dạ rồi. Em xin lỗi nhé. Tại vì chơi tới sáng luôn hả? À cha nói chơi tới sáng luôn hả? Dạ vâng. Nhưng mà còn nhiều ca sĩ lắm á cha. Dạ. Nhưng mà em đã giới thiệu ở đây là anh Thắng thì mọi người đã biết rồi, là người của giáo xứ của chúng ta đó quý vị. Anh là không phải trong ban nhạc nhưng mà là hôm nay là rất là ưu ái cho Daniel là đã chuẩn bị một số bài nhạc rock để là đắm riêng cho Daniel thôi đó. Nên là quý vị ấy cho anh Thắng một tràng pháo tay thật lớn đó đi ạ. Dạ rồi, bài hát đầu tiên cho phần rock này là Yên xin gửi tặng đến quý vị. Mình cùng trở về tuổi thơ đúng không quý vị? Mình chơi bắn súng được không quý vị ơi? Dạ, một tiếng súng không làm nên cái gì cả. Em cần nhiều tiếng súng của tất cả các anh, rồi các chị nữa cũng ạ. Đúng quý vị? Dạ, bang bang. Mỗi khi mà bang bang, nhờ các anh chị hãy cùng bắn lên cho cái hội trường này mình nổ tung như tiếng pháo đúng không quý vị? Dạ, rồi. À chưa có sao. Anh Tâm ơi, cho cái sao của anh Khánh được không ạ? Anh Khánh chưa có sao. Chưa gắn dây anh Khánh ơi. Anh Khánh ơi, uống nhiều quá rồi sao anh Khánh? Mình mới có bài đầu tiên anh ơi. Ready? La tiếng nè, ta la luôn. Cho bé nhẹ một tràng pháo tay nữa thôi đi quý vị ơi. Hôm nay em ra chốn công viên, trong bao nhiêu em bé chưa thương anh đi tất quân gian. Hiên ngang anh giơ súng ngay tim. Em muốn nở hơn nữa nha quý vị nha. Anh bay ngay em ngã trên sân. Tiếng súng khi xưa ta sẽ không quên bao giờ. You don't.
sân khấu của anh quý vị cao, đẹp, hát hay và rất là sôi động. Dạ, mình cảm ơn rất là nhiều và hẹn quý vị ở phần sau mình tiếp tục rock nha quý vị nha. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại. Đến hát rất là nhiều lần và ủng hộ giáo xứ rất là nhiều lần. Ngày hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý vị ca sĩ. Anh ơi, em cũng rất là yêu thích cô ca sĩ này. Tính tình rất là coi như là hoa đồng, dễ thương, dễ mến, khả ái. Lúc nào cũng nhỏ nhẹ và hầu như trong từng cái câu trả lời của cô là cũng đem đến cho mình một cái sự ấm áp. Và cô lúc nào cô cũng giúp đỡ cho cộng đồng người Việt của Minnesota, hầu như ở tất cả các show. Khi mà em đến em hỏi cô về một cái sự giúp đỡ ngày hôm nay đó, mà trong cái chương trình của mình có một người nam ca, nam song ca rất là nổi tiếng từ bao nhiêu năm qua ở California sẽ sắp sửa đến cái phần trình diễn của anh, nhưng mà cái người nam ca sĩ này lại được sponsor, tức là được nữ ca sĩ khả ái rất là tốt này sponsor cho nam ca sĩ Nguyễn Hưng. Và bây giờ chưa phải là phần trình diễn của nam ca sĩ Nguyễn Hưng quý vị, nhưng mà cái người honor được trình diễn trước anh Nguyễn Hưng đó là nữ ca sĩ khả ái đáng yêu Tuyết Hương. Tuyết Hương ủng hộ cho giáo sĩ rất là nhiều sự kiện. Và đặc biệt ngày hôm nay, Tuyết Hương đã mời ca sĩ Nguyễn Hưng đến đây giúp vui cho giáo sĩ của chúng ta. Và đó là Tuyết Hương của chúng ta. Rồi, chào hạn. Cảm ơn Tuyết Hương rất là nhiều. Cảm ơn Tuyết Hương với Thành nhé. Hai anh chị này rất là bao nhiêu năm nay rất là ủng hộ cho giáo sĩ rất là nhiều. Em bảo cho giáo sĩ các bạn nhìn rất thương các bạn. Anh Thành nhá, anh đeo bên tay. Anh Thành nhá rồi. Em bảo anh Thành nhá. Rồi. Tuyết Hương cảm ơn các anh chị MC rất là dễ thương, anh Hùng và chị Thu Hương, và cảm ơn cha. Tuyết Hương xin trân trọng kính chào đến tất cả các cô bác, các anh chị ạ. Chúc mừng năm mới. Và hồi nãy giờ alo Tuyết Hương, hình như là Tuyết Hương có một cái tin vui, và có một cái trung tâm nào đó mời Tuyết Hương sẽ công tác trong tương lai để bảo là làm sao có đèn sáng hơn để cho quay phim cho nó sáng đi quý vị ơi, sân khấu tối quá người ta không thấy ca sĩ, người ta muốn thấy mặt ca sĩ tầng cao lên cái chỗ này, đến chỗ này không được sáng lắm. Ok, rất là đẹp rồi. Dạ, hồi nãy giờ em nữ ca sĩ Đan Nguyên hát rất là sôi động, thôi bây giờ mình lắng động chút xíu nha, xin mời ban nhạc. Yeah.
quý bác, các anh chị, các em luôn luôn gặp nhiều may mắn. Còn lại gì hơn anh, lời yêu rời xa trái tim. Tình là thế sao, người đi lạnh cầm một trái tim. Không như nụ hoa quê sắc hương thật nồng nàn, không như người ta đầy phấn son. Không mang lời yêu lời dối gian khi gặp anh, không như người ta trong tim tháng ngày.
Và hôm nay cũng là một cái cơ duyên, cảm ơn.